cho con theo Tây học nhưng lùa đất nước vào tay Trung Quốc. Tô và Đảng muốn gì? Thời chiến tranh, quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam cho con cái đi du học tại Liên Xô và Đông Âu. Họ đẩy dân ra chiến trường, làm nên cái gọi là thành quả cách mạng, để những người đi du học ở châu Âu về hưởng. Việc dùng dân làm công cụ nhưng lại che giấu dưới những danh nghĩa cao cả, với những khẩu hiệu lừa mị, dân bỏ mạng để lại quang vinh dành cho quan chức và đảng. Sang thời kỳ đổi mới, cùng với sự sụp đổ của Liên Xô và hệ thống Đông Âu đã tạo điều kiện cho giới quan chức Cộng sản nhận thức được rằng nền giáo dục Âu-Mỹ vượt trội hơn hẳn so với Liên Xô và Trung Quốc. Vậy là hàng loạt quan chức đã quay xe cho con cái du học Âu-Mỹ bằng tiền tham ô khi về nước thì được dọn sẵn cỗ với những chức cao, quyền trọng để mà tiếp tục tham nhũng. Ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là người đầu tiên công khai đưa con sang Âu-Mỹ du học. Tiếp theo, hàng loạt quan chức đã noi gương cũng cho con đi du học ở phương Tây. Ông Trần Đức Lương cho Trần Tuấn Anh đi du học cùng thời gian với Nguyễn Thanh Nghị, nhưng kín đáo hơn. Nguồn tiền tham nhũng thì là vô hạn, nên quan chức đua nhau cho con cái du học Âu Mỹ mà chẳng cần bận tâm đến chi phí đắt đỏ làm gì. Mặc dù được giấu giếm rất kỹ, nhưng Vương Hà My, con gái của ông Vương Đình Huệ, cũng bị lộ chuyện du học tại Mỹ. Tô Long và Tô Linh Hương, con của Tô Lâm thì được cho đi du học ở Mỹ và Anh cực kỳ tốn kém. Tô Long hiện đang được Tô Lâm sắp xếp cho một ghế giám đốc công an Hải Dương vào thời gian tới để thừa hưởng thành quả của bố về sau. Tuy cho con cháu du học tại Âu, Mỹ, nhưng những lãnh đạo cấp cao của Đảng lại chọn Trung Quốc là nơi nương tựa cho sự nghiệp chính trị của họ. Họ chọn Trung Quốc để bảo vệ sự độc quyền cai trị của Đảng. Với sự độc quyền cai trị này thì họ mới được ăn trên ngồi chốc, hưởng hết thành quả mà 100 triệu người dân Việt Nam từ Bắc đến Nam phải vất vả mới làm ra. Đường lối ngoại giao của các đời Tổng Bí Thư đều rất rõ, đấy là bắt tay hợp tác với Mỹ về kinh tế để kiếm tiền đô la, nhưng về chính trị thì lại ôm chân tàu để quyền cai trị được đảm bảo. Việc ôm chân tàu qua nhiều thế hệ lãnh đạo khiến cho Việt Nam mất rất nhiều cơ hội bứt phá, nền kinh tế không thể trở thành kinh tế thị trường đúng nghĩa khi vẫn duy trì sự độc đoán của một đảng lãnh đạo. Việt Nam cũng mất đi cơ hội hòa nhập bởi các nền kinh tế lớn vẫn rất dè chừng, không chịu công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Còn về giáo dục thì có thể nói là vô cùng thảm hại, vì nền giáo dục theo ý chí của Đảng hiện nay vô cùng thối nát. Một kẻ không có bằng cấp 3, dù chỉ là cấp 3 bổ túc văn hóa cũng được trao bằng tiến sĩ. Nguyên nhân là do sự can thiệp của quyền lực vào giáo dục, những sinh viên nỗ lực học tập vất vả, nhận bằng thật thì ra trường lại phải chạy xe ôm kiếm sống. Nền giáo dục thối nát khiến rất nhiều người thà chọn con đường xuất khẩu lao động, làm việc chân tay ở nước ngoài, còn có tương lai hơn là học đại học trong nước. Sự mất mát về đường lối chính trị thân tàu là vô cùng to lớn, không thể thống kê cho hết được. Giờ đây Tô Lâm lại sang Bắc Kinh để thuần phục, để được tiếp tục bóc lột từ 100 triệu người dân, dù bản thân ông cho con đi Tây học, để có nền giáo dục tệ hại của đảng ông tạo ra thì người dân lại phải lĩnh đổ. Rõ ràng các thế hệ lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã và sẽ mang tương lai đất nước đem đi bán. Họ bán với cái giá rẻ mạt, đổi lấy những đồng tiền dơ bẩn để nuôi con ăn học, hưởng thụ nền văn minh phương Tây. Trong khi họ lại dùng quyền lực để cấm tiệt những sản phẩm giáo dục, chính trị của phương Tây ở Việt Nam. Đất nước này mãi tăm tối một khi vẫn còn Đảng Cộng sản cai trị. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin ngày hôm nay, cho con theo Tây học nhưng lùa đất nước vào tay tàu, Tô và Đảng muốn gì đây? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Trong tay nắm gọn công cụ bạo lực, Tô Lâm mơ về một vĩ nhân họ Tô. Khi thâu tóm quyền lực trong tay, ông Nguyễn Phú Trọng từng bước xây dựng hình ảnh của mình thành một bậc vĩ nhân như Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp, là hai nhân vật trong ngôi đền thiêng của chế độ. Ông Trọng sử dụng cái lò nổi tiếng để xây dựng hình ảnh, tuy cuối đời lọ đã bị mất kiểm soát và bị đồ đệ cướp mất, nhưng vẫn không sao. Tuyên giáo vẫn huyền thoại hóa hình ảnh của ông Trọng.
Tại kỳ họp tiểu ban nhân sự của Văn phòng Trung ương Đảng ngày 27 tháng 8 vừa qua, Tô Lâm đã nói về một khởi điểm lịch sử mới. Vậy lịch sử mới này có phải lịch sử do ông Tô Lâm tạo ra? Có phải ông Tô Lâm muốn tạo ra một lối đi hoàn toàn khác với ông Trọng hay không? Có thể nói câu nói trên của Tô Lâm chứa đầy tham vọng. Sau khi đã tước đoạt thành công quyền lực tối cao của Đảng, Tô Lâm xem như đã thỏa ước mơ trị quốc và giờ đây ông bắt đầu xây dựng ước mơ bình thiên hạ. Thời kỳ Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp là thời kỳ dân thất học, thiếu thông tin, vì thế Đảng dễ dàng thành công xây dựng nên những huyền thoại. Đến thời ông Nguyễn Phú Trọng thì việc này đã không còn dễ dàng nữa. Dù lò của ông Trọng đốt nhiều củi thật đấy, nhưng Đảng có sạch hay không thì ai cũng biết. Nếu Đảng đã không sạch thì dân được lợi ích gì đây? Chống tham nhũng nhưng lại nuôi cho tham nhũng lớn mạnh bằng cơ chế, bằng thể chế lỗi thời thì dân vẫn khốn khổ. Mặc dù được rất nhiều dư luận viên tung hô, nhưng ông Trọng vẫn không thể trở thành bậc vĩ nhân cho được. Dù ông chống tham nhũng đến hơi thở cuối cùng, nhưng người dân vẫn thấy rõ những đề tử ruột của ông như Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, Trương Thị Mai và cả hệ thống công quyền mà ông tạo ra đều bẩn cả. Tại Nga, Putin cũng có tham vọng tạo nên một tổng thống vĩ đại. Dù sống ở thế kỷ thứ 21, nhưng Putin đã có tư tưởng của những bạo chúa thời Trung Cổ. Ông muốn biến bản thân thành một đại đế thời hiện đại của nước Nga bằng cách xua quân đi xâm lược nước khác. Nhưng kết quả lại vô cùng thảm hại. Nước Nga bị thế giới văn minh ruồng bỏ, Putin bị xem là tội phạm, uy tín nước Nga trên trường quốc tế bị tụt dốc thảm hại. Không cần phải để lịch sử phán xét, chỉ cần nhìn lại kết quả hiện tại thì đủ biết Putin sẽ được miêu tả như thế nào trong những trang sách lịch sử của tương lai. Chắc chắn ông chỉ là một kẻ độc tài sát máu, chống lại văn minh tiến bộ, chống lại loài người, tên tội đồ tàn phá nước Nga hơn bất kỳ lãnh tụ nào khác. Tương tự như vậy với bản chất quân phiệt cai trị 100 triệu người dân bằng công an và đặc biệt là sẵn sàng đạp lên luật pháp miễn đạt được ý muốn, thì Tô Lâm không thể xây dựng được hình ảnh một nhà lãnh đạo kiệt xuất. Ông chỉ có thể chỉ đạo cho tuyên giáo làm điều đó, chỉ đạo cho bộ máy giáo dục làm điều đó, nhưng sẽ vô ích. Bởi lịch sử rất công bằng và người dân không bao giờ thừa nhận một kẻ cai trị bằng bạo lực lại là người đáng tôn trọng cả. Thời đại Internet ngày nay, bạo chúa không bao giờ tự biến mình thành kẻ kiệt xuất cho được. Với cách chiếm quyền bằng bạo lực, với việc dùng công an để thực hiện ý chí và ý đồ cá nhân, Tô Lâm không những gây thù chuốc oán với 100 triệu dân mà còn gây thù chuốc oán với rất nhiều thế lực khác trong Đảng. Càng sử dụng bạo lực hà khắc, ngôi báu của Tô Lâm càng kém bền vững. Liệu rằng Tô Lâm có thể diệt sạch mọi thế lực chống đối hay không? Chắc chắn là không. Và chính những thế lực bị Tô Lâm cướp mất chén cơm, cướp mất cơ hội, họ sẽ nuôi ý chí phục thù. Nếu Nguyễn Phú Trọng cuối đời bị phản thì không có lý do gì Tô Lâm lại không bị phản. Đứng trước cơ hội chiếm đoạt quyền lực, dù là đồng hương Hưng Yên thì cũng sẽ có ngày quay ra chiến với nhau. Chiếm ngôi đã khó, giữ ngôi lại càng khó hơn. Liệu rằng Tô Lâm có giữ ngôi được lâu như Nguyễn Phú Trọng hay không thì thời gian sẽ trả lời. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin trong tay nắm chọn công cụ bạo lực, Tô Lâm mơ về một vĩ nhân họ Tô. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.